Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu nhanh hơn dự kiến đã ảnh hưởng đến ngành công thương. Sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu quý 1 năm 2023 của cả nước đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp đã giảm 2,2%, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu giảm 11,9%, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa giảm 14,7%. Trước tình hình đó, ngành công thương đã có những giải pháp cụ thể. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tại hội nghị trực tuyến khối công thương địa phương do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, tính chung quý 1 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo giảm 2,4%, ngành sản xuất và phân phối điện giảm 1%, ngành khai khoáng giảm 4,5%. Có 48 địa phương có IIP quý 1 năm 2023 tăng và 15 địa phương có IIP giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước ước tính đạt 1.505,3 ngàn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Về xuất nhập khẩu, tính chung quý 1 năm 2023, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 79,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực doanh nghiệp trong nước giảm mạnh hơn với mức giảm 17,4% so với mức 10% ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy những khó khăn của các doanh nghiệp trong nước trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu. Trong quý 1 năm 2023, có 14 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, giảm 2 mặt hàng so với quý 1 năm 2022. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những khó khăn chủ yếu như nguồn vốn cho vay sản xuất kinh doanh vẫn khó tiếp cận, thị trường đầu ra của sản phẩm bị thu hẹp, số doanh nghiệp giải thể tăng, các dự án điện gặp khó khăn. Trước tình hình này, các địa phương kiến nghị Bộ Công Thương xem xét tận dụng các hiệp định thương mại tự do FTA để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ thông tin thị trường hàng hóa xuất khẩu, xúc tiến thương mại. Cũng mong bộ là hỗ trợ thành phố Cần Thơ và các địa phương mở rộng một số các thị trường, đặc biệt là một số nước mà chúng ta có ký kết các hiệp định FTA dần dần để mở rộng cái thị trường. Hiện nay thì cái hướng dẫn về các cái trạm điện, về năng lượng ô tô, tiêu chuẩn điện, về cái giấy phép về điện, giá bán điện, về cái điện á, đối với mấy cái trạm điện về cái của địa phương á, thì hiện nay cái này cũng chưa có hướng dẫn cụ thể các cái xe điện, các cái trạm điện. Và cái thứ tư là theo cái nghị định 02 năm 2003 cũng như theo cái nghị định 114 về cái phát triển gạo đó, thì báo với Bộ trưởng là những cái nghị định này lâu rồi, thì do đó hiện nay là các địa phương phát triển một cái số chợ đêm, chợ dân hóa, và một số trường hợp thì cái nghị định về cái hướng dẫn về phát triển gạo này nó còn hạn chế. Được rồi, năm nay thì là một cái mới chính quyền hàng hóa cũng như xuất nhập khẩu trên cái hành lang chợ đông tây đạt về lao hành lang những cái hạ tầng mà đã xuống cấp rất là nghiêm trọng, cho nên chúng tôi cũng đã có cái đề án để báo thủ tướng chính phủ, để cơ quan bộ công thương chủ trì, để còn từ được nâng cấp cái cửa khẩu quốc tế năm nay. Và đặc biệt điều hai các cái ngành như dệt may và chế biến gỗ trong đó rất khó khăn về cái đơn hàng của thị trường tiêu thụ của sinh viên trong đào tạo hóa trên địa bàn đang còn tương đối lớn, và thì doanh nghiệp đã còn không có hiệu quả. Chúng tôi cũng rất mong bộ công thương hỗ trợ cho công ty thị trường thực hiện thương mại giúp cho doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn. Vừa qua thì được sự quan tâm của bộ thì các địa phương nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng thì chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh để hình thành phát triển các cái cụm công nghiệp, nhưng quá trình thực hiện thì nó vẫn cứ có vướng mắc. Riêng về cái nội dung này thì rất mong bộ có cái chủ trì giúp cho cùng với các bộ có liên quan để có thống nhất hướng dẫn, và quan điểm của chúng tôi đề xuất ấy là nên tập trung vào một đầu mối liên quan đến việc đầu tư các cái hệ thống chợ. Cái quá trình thực hiện thì chúng ta thấy là vẫn còn vướng hai cái chợ loại 1 và loại 2. Thế thì xin phép Bộ trưởng đây là cái này nếu là để sửa nghị định ấy, thì nó cũng còn lâu đấy. Thì chúng tôi cũng kiến nghị là những các cái nội dung này thì chúng tôi sẽ đã có văn bản hỏi ý kiến Bộ rồi. Thì rất mong Bộ quan tâm giúp cho có cái hướng trả lời. Liên quan đến đầu tư một cái loại hình thương mại là outlet thì cũng rất mong là Bộ trưởng có cái chỉ đạo với các cục vụ viện đồng hành cùng với thành phố để nghiên cứu, ủng hộ cho thành phố đẩy nhanh cái tiến độ hình thành cái outlet này.
Trước kiến nghị của các địa phương, đại diện Bộ Công Thương cũng đã đưa ra những giải pháp như tiếp tục tổ chức kết nối doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn toàn cầu, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi, phát triển sản xuất. Bộ sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển công nghiệp và thương mại đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đảm bảo khả thi, phù hợp với các FTA đã ký kết, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cơ cấu lại ngành công thương dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ Công Thương đã hoàn chỉnh lại cái dự thảo nghị định để trình chính phủ và cũng hy vọng là cái nghị định thay thế nghị định 2014 sẽ sớm được thông qua trong vòng khoảng 1-2 tháng nữa thì sẽ giải quyết được cái bài toán của Hà Nội cũng như một số tỉnh về cái việc tức là sử dụng cái ngân sách của địa phương để mà nâng cấp cải tạo chậm, cũng liên quan tới một số kiến nghị các địa phương là về cái chương trình về đầu tư nâng cấp cải tạo chậm ở những cái vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới, vùng hải đảo. Cái nội dung này trong cái quyết định 1162 chúng ta có thể tham chiếu một số cái chương trình mục tiêu quốc gia khác, ví dụ như cái chương trình về nông thôn mới hay cái chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển cái hỗ trợ cho một số cái địa bàn dân tộc thiểu số cũng như dân tộc miền núi để chúng ta đưa vào lồng ghép vào cái chương trình về đầu tư nâng cấp cải tạo chợ ở những địa bàn này. Chúng tôi sẽ cho rằng tập trung vào mấy cái quý. Cái thứ nhất là phải tiếp tục quán triệt và thực hiện rất là nghiêm túc cái chỉ đạo của chính phủ, nghị quyết của chính phủ và công bố của chính phủ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Cái thứ hai nữa là tập trung để thúc đẩy các cái dự án trong lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn, đặc biệt là các cái dự án lớn có vai trò quan trọng như trong lĩnh vực công nghiệp nền tảng, lĩnh vực năng lượng và rồi công nghiệp hóa chất, vân vân. Cái thứ ba nữa là tăng cường cái đàm phán và tận dụng để mà mở rộng thị trường và ngoài nước thông qua các cái hiệp định thương mại tự do đã ký kết trong thời gian vừa qua. Cái thứ tư nữa là tiếp tục có những cái giải pháp để thúc đẩy cũng như là phát triển cái thị trường nội địa. Bộ Công Thương sẵn sàng là hỗ trợ, sẵn sàng hợp tác hỗ trợ các địa phương để có thể tiêu thụ được hàng hóa của mình. Nhưng mà ở trường ngược lại thì các địa phương cũng phải cố gắng tuân thủ những cái quy định của từng thị trường cụ thể để chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu này. Căn cứ những cái kiến nghị đề xuất mà các địa phương đã tập hợp ở trước hội nghị, trong hội nghị và kể cả sau hội nghị hôm nay để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo bộ có cái chỉ đạo tháo gỡ theo thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền thì tập hợp báo cáo để bộ sẽ trình với chính phủ có được cơ chế tổng thể giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, theo Bộ Công Thương, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa, các chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước để kết nối giữa sản xuất với thị trường, ưu tiên phát triển chuỗi cung ứng các mặt hàng nông sản, thực phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho hàng hóa trong nước, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh phát triển thị trường ngoài nước thông qua kết nối giữa các cơ quan của Bộ Công Thương, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và các bộ, ngành liên quan để kịp thời cập nhật cho doanh nghiệp, hiệp hội về thông tin, nhu cầu cũng như các quy định mới của thị trường, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, qua đó giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.